Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 điều mà người đàn ông cần tránh để có thể làm phá hủy mất cái mối quan hệ của mình. Thưa các anh chị, bất kỳ người đàn ông nào trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà phạm phải những sai lầm này. Cho nên nếu bạn biết ai đó đang cần những cái video này thì vui lòng chia sẻ cho họ để họ có thể xem, để có thể chúng ta có thể cứu vãn một mối quan hệ nào đó. Nếu bạn là đàn ông, hãy xem và thực hành theo những điều này. Nếu bạn là phụ nữ, có thể xem video này cho những người đàn ông của mình. Và đừng quên xem đoạn video dành 3 điều mà cấm kỵ dành cho phụ nữ. Thưa các anh chị, 3 điều mà người đàn ông cần phải tránh trong mối quan hệ của mình. Điều thứ nhất, đó chính là cái cảm giác không an toàn mà khi chúng ta mang lại cho người phụ nữ. Đối với người phụ nữ nào cũng vậy, họ mong muốn được che chở, họ mong muốn được nương tựa, họ mong muốn được có một cái nơi an toàn để mà tựa vào. Cho nên đối với người đàn ông trong mối quan hệ, chúng ta luôn luôn phải tạo ra sự an toàn cho người phụ nữ của mình. Sự an toàn đó có thể là sự an toàn trong bóng đêm, sự an toàn đó có thể là trong cuộc sống, sự an toàn đó trong các mối quan hệ bên ngoài nữa. Cho nên sự an toàn đó có thể là về tài chính, sự an toàn đó có thể là tình cảm. Cho nên đối với người phụ nữ của mình, hãy luôn luôn tạo ra sự an toàn, cái cảm giác an toàn cho người phụ nữ. Điều thứ hai, người đàn ông cần tránh, đó là cái cảm giác không nhìn thấy. Đó là cái sự không hiện diện của người đàn ông trước mặt người phụ nữ. Trong cuộc sống của chúng ta, không thể tránh khỏi có những lúc chúng ta phải xa nhau vì mà ai đó phải đi công tác ở một nơi nào đó. Cho nên điều mà tôi muốn chia sẻ rằng ngay cả khi bạn đi công tác, hãy gọi điện thoại, chat, Viber, Zalo, Facebook, bất kỳ cách nào bạn có thể nói chuyện với người bạn đời của mình, đối với người bạn gái của mình. Đừng bao giờ mất liên lạc, hãy luôn luôn ở trong mối quan hệ của mình. Chúng tôi gọi đây là giữ ở mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên nếu mà vì lý do nào ở xa thì bạn cũng phải tìm cách để cho chúng ta được hiện diện bên nhau. Cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải tránh đó là không thấu hiểu người phụ nữ của mình. Bất kỳ người phụ nữ nào họ cũng có nhu cầu được chia sẻ, được cảm thông. Cho nên chúng ta phải dành nhiều thời gian ra để lắng nghe cái câu chuyện của người phụ nữ. Thậm chí phải đặt nhiều câu hỏi hơn để lắng nghe những cái chia sẻ, để chúng ta có thể tìm hiểu được cái suy nghĩ sâu thẳm của người phụ nữ của chúng ta. Họ thực sự mong muốn điều gì, họ thực sự mong muốn điều gì. Nhiều người phụ nữ khi họ không nói ra cái điều mà họ muốn nói, nhưng họ lại luôn bắt rằng chúng ta phải thấu hiểu cái điều mà họ đang nghĩ trong đầu. Chính vì thế, cách đặt câu hỏi trong mối quan hệ cũng là vô cùng quan trọng. Tôi nhắc lại, có 3 điều mà người đàn ông cần tránh để xây dựng một mối quan hệ tuyệt vời. Điều thứ nhất, đó là không tạo ra cảm giác không an toàn cho người phụ nữ. Điều thứ hai, đó là làm cho người phụ nữ không thấy được mình, không hiện diện trong nhau. Và điều thứ ba, đó là không thấu hiểu. Tránh 3 điều này, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ vô cùng tuyệt vời. Và xin chúc bạn hạnh phúc. Và đừng quên tìm kiếm đoạn video 3 điều cần tránh dành cho phụ nữ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.